Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học. Và bây giờ là giờ học Phật Pháp. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Ngồi thiền nhập định dễ không? Trưa nay cô nhập định sâu sắc ha. Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học Kinh U Bà Tắc Giới với đề tài Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 54. Và bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở phẩm thứ 18, phẩm Lục Ba La Mật. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 242, 242. Phần xác định Bồ Tát phải đầy đủ 6 độ. Kỳ trước á, mình học cái phần gọi là biện minh mỗi độ đều có 4 sự. Tức là trong mỗi cái độ từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân, thì mỗi độ nào khi mà mình làm đều có thể, đều phải có một là điều phục chúng sanh, hai là lìa chướng ngại lỗi lầm, ba là tự lợi, bốn là lợi tha. Tức là mình làm cái gì nó cũng đều có bốn cái đó. Bây giờ cái phần này nó hơi khó hiểu một chút, đại chúng để ý. Thiện nam tử hoặc có thuyết nói lìa giới không có nhẫn nhục, rời trí không có định, thế nên nói chỉ có bốn pháp ba la mật. Trang 242 ha. Cái đoạn đó là ý nói cái gì? Thì trong này Đức Phật nói có cái thuyết, tức là có người nói rằng, có một thuyết nói rằng lìa giới không có nhẫn nhục, rời trí không có định, nên chỉ có bốn pháp ba la mật. Tức là thay vì á, ba la mật là lục, là sáu thứ, là phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ,
Thì ở trong này nói bốn được rồi, không cần bớt đi, không cần phải có đủ sáu độ. Nếu nhẫn nhịn người hung dữ không đáp trả tức là giới. Tức là cái thuyết này nói là giới với nhẫn là một. Mới nói nè, nếu mà nhẫn nhịn người hung dữ, người nào mà hung dữ quá mình không trả lời họ thì cũng gọi là giới rồi. Nghe cũng có lý. Hoặc tu thiền định, tâm không buông lung tức là trí tuệ. Tức là thí dụ bây giờ mình ngồi thiền, tâm mình không có nghĩ ngợi lung tung, như vậy là trí tuệ rồi. Đó, có thuyết nói như vậy đó. Thế nên giới tức là nhẫn, huệ tức là định. Hai người ta nhập một lại nha. Huệ tức là định. Lìa huệ không có định, lìa định không có huệ. Lìa giới không có tinh tấn, cũng như rời tinh tấn không có giới. Thế nên giới tức là tinh tấn tức là giới. Lìa bố thí không có tinh tấn, cũng như xa tinh tấn không có bố thí. Thế nên bố thí tức là tinh tấn tức là bố thí. Tức là họ nhập vô cặp cặp vậy đó. Thế nên không có sáu pháp ba la mật. Họ nói nếu nhập vậy thì thôi bớt đi, không cần phải đủ sáu pháp. Phật nói nghĩa ấy không đúng. Nói như vậy là không đúng. Vì sao? Trí bát nhã là nhân, bố thí là quả. Nghĩa là mình không thể nhập vô như vậy. Tuy nếu trên cái lý nói thì đúng, cũng có phần đúng, trong cái này nó có cái kia. Nhưng mà phải nói cho rõ, nếu mà mình không có cái trí tuệ thì làm sao mình nhận định bố thí là tốt mà mình làm. Đó, cho nên trí bát nhã là nhân. Thế nên không thể không có trí, phải tu cái trí tuệ để rõ ràng cái đó. Vậy thì trí tuệ tức là cái nhân, mà khi mình làm được cái bố thí đó là cái quả. Mình không có trí tuệ để nhận định người đó đang cần cái gì, thế này thế kia, thì làm sao mình bố thí được. Nói tổng quát như vậy không được. Cho nên nếu mà tu là rõ từng mục như vậy. Trí bát nhã là nhân, bố thí là quả. Tinh tấn là nhân, trì giới là quả. Tam muội là nhân, nhẫn nhục là quả. Tam muội là gì? Tam muội là chánh định, hay nói cách khác là thiền định đó. Nhẫn nhục là quả. Xong, nhân với quả không được cho là một. Thế nên phải có sáu pháp ba la mật. Đây là Phật minh định rõ lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình nói thôi tôi bố thí được rồi. Tại vì bố thí là nhẫn nhục, bố thí là trì giới. Nếu mình nói vậy cái thì mình bố thí thôi. Mà ai động tới mình một cái thì mình cũng vẫn sao? Tháo quát sùm. Bố thí là bố thí. Thì biết rằng á, trong bố thí cũng phải có nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn nhục nó có phần. Thí dụ như mình bố thí, nhưng mà ngược lại cái người nhận của mình cho, người ta không có khen ngợi mình, người ta không có appreciate, người ta không có trân trọng mình. Có thể người ta làm gì mình phần đó thôi. Nhưng mà bây giờ đặt trường hợp, có những trường hợp không dính dáng gì tới bố thí. Tự nhiên mình đang ngồi ăn cơm, cái ta lợi người ta ngồi mà ta lấn áp mình, lúc đó mình ấy, mình không tu nhẫn nhục thì làm gì mà nhẫn nhục trong lúc đó. Thấy không? Cho nên trong bố thí có nhẫn nhục đã đành, nhưng mà như vậy nó có phần thôi. Cái nhẫn nhục mình tu nó phải sâu nữa, là tại vì nhẫn nhiều thứ lắm. Nhẫn nhiều thứ lắm chứ không phải là ít đâu. Ví dụ như nãy cái chén canh mình múc ra rồi, mình để tiêu rồi, rồi ai cũng mình kia tạm gọi là tài lanh, xách tiêu rắc vô nữa. Nếu mà mình vừa khởi lên một cái mình phải nhớ là liền, người ta không biết người ta mới làm vậy, chứ đâu phải người ta cố tình người ta quậy phá mình chi. Rồi lỡ mình tháo quát người ta cái chỗ đó đâu có đúng chút đó thôi. Cho nên nhẫn mà mình nhẫn không sâu, không kỹ đó, mình chỉ nhẫn cái gì?
những cái bề nổi thôi, nhưng mà có những cái. Cách đây chừng 2 hôm có một Phật tử gọi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy chỉ cho con tu làm sao, con cái gì cũng được hết á, mà mỗi lần mà con nổi nóng lên á, con chửi người ta thập tệ, con nhục mạ người ta, con hủy báng người ta, mà con biết á, cái khẩu nghiệp của con nó nặng lắm, giờ thầy chỉ con tu làm sao đi. Pháp Hòa nói: nội cái biết khẩu nghiệp mình nặng đó đã là thấy rõ rồi thì cần gì chỉ nữa. Mình biết là cái khẩu nghiệp mình nặng mà mình không tu được cái chỗ đó, ai tu cho mình giờ, phải không? Thuốc mình có được rồi đó, công thức có, thuốc mình có rồi, bây giờ cái quan trọng là mình có chịu uống thuốc hay không. Cho nên á, thí dụ như giờ á, đi làm phước cho người ta thì cũng phải có bố thí, trì giới, nhẫn nhục trong đó, nhưng mà cái đó nó còn hạn lắm. Mình phải làm sao mình tu sâu cái nhẫn, cái thiền. Bây giờ nói thiền là ví dụ này, ngồi thiền, thiền định là tam muội nè. Nãy giờ Pháp Hòa nhìn xuống và thấy ai cũng đi sâu vô thiền hết. Lân lân. Nhưng mà thưa đại chúng là cái này mình ngồi có mấy phút mà, giống như là mới vừa warm up chiếc xe để chuẩn bị đi thôi, rồi vừa xong cái ta máy tắt. Nhưng mà phải thiền làm sao mà trong mỗi giây phút trong cuộc sống của mình, trong từng cái chỗ của mình đến. Cho nên Phật mới nói bệnh gì có thuốc đó. Cho nên chúng sanh có 6 bệnh thì Phật phải có 6 phương thuốc. Thì 6 phương thuốc đó là lục độ. Cho nên Phật mới luận cái chỗ này: trí bát nhã là nhân, bố thí là quả, tinh tấn là nhân, trì giới là quả. Xong, nhân quả không được cho là một. Biết rằng nó là như vậy, nhưng mà cái mình hiểu là như vậy, nhưng mà cái nào mình phải tu cho nó sâu cái đó. Ví dụ như mình nói cà phê sữa, giờ nó hai cái nó vô một rồi. Nhưng mà có những lúc cà phê là cà phê, sữa là sữa. Tại có những cái sữa đâu cần cà phê. Nếu có thuyết nói giới tức là nhẫn nhục, nhẫn nhục tức là giới, thuyết ấy không đúng. Vì sao? Giới từ người khác mà thọ lãnh, nhẫn nhục thì không phải thế. Có người không thọ giới mà vẫn nhẫn nhịn điều ác. Thấy không? Có người ta đâu có thọ giới đâu, nhưng mà ta nhẫn hơn mình, ta nhẫn giỏi hơn mình. Có nhiều người ta không đi chùa nha, mà ta tu hơn mình á. Có những người ta không đi chùa, người ta học pháp giống mình đâu, còn mình đủ thứ hết á, cái gì cũng có mặt hết, nhưng mà rốt cuộc cái gì nó cũng xong. Nó cũng có trường hợp như vậy. Cho nên Phật nói là có người không thọ giới mà vẫn nhẫn nhịn điều ác. Nhiều khi mình thọ giới nhiều, mình tu nhiều, nhưng mà cái sức nhẫn của mình không đủ. Vì mọi người tu pháp lành, tức là cái người đó vì mọi người, có nhiều người người ta không biết pháp gì hết á, nhưng mà họ thấy cái điều gì không có thể làm được thiện là người ta làm. Vì người mà tu pháp lành, nhẫn nhịn vô số khổ não trong vô lượng đời, thay thế chúng sanh thọ nhiều khổ não, tâm không hối hận thối lui, thế nên lìa giới có nhẫn nhục. À, tức là nếu mà nói cho rõ hơn là thế nên lìa giới ngoài vẫn có nhẫn nhục. Tức là thí dụ như trường hợp người đó không có thọ giới, không có trì giới, nhưng mà họ vẫn có nhẫn nhục. Thiện nam tử tam muội tức chỉ, đây là Pháp Hòa bây giờ Phật nói sâu vô cái vấn đề hai chữ, hai cái nghĩa của chữ thiền đó. Thiện nam tử tam muội tức chỉ, trí tuệ tức là quán. Bây giờ đại chúng nghe người ta nói tu thiền, Pháp Hòa hay nhắc hoài ha, bây giờ đây cái này của mình ôn lại một chút đó. Khi ai hỏi mình thiền là gì, chỉ tu thiền chỉ tu cái gì, thì mình cho nói cho người ta biết tu thiền là tu hai cách: một là tu chỉ, hai là tu quán.
Tu chỉ là gì? Bà đó nha, đây là kêu chỉ phải không? Ông có chừng tôi không phải. Chỉ là dừng, dừng mọi sự lăng xăng trong tâm mình. Đó là một cách tu. Tôi không có show up tôi là tu thiền gì hết á, nhưng mà cơn giận tôi vừa khởi lên tôi dừng lại được. Tôi muốn nói gì ai tôi dừng lại, có phải chuyện của tôi không? Người ta đang làm chuyện của người ta mà tôi lỡ đâu tôi xen xen vô, tôi nghĩ tôi là giỏi để cho tôi cho người ta biết là chuyện đời trên gì tôi cũng biết hết, tại tôi nên làm thôi. Dừng lại được cái đó, nói cho rõ ràng. Nếu không mình tự nói, tự đọc câu thần chú lên, đừng chọc chúng ghét, đọc câu thần chú đó lên. Cái đó gọi là chỉ, cái đó gọi là chỉ, cái kia gọi là quán. Bây giờ quán cái gì? Bây giờ chỉ là anh dừng rồi, anh dừng xong rồi không lẽ anh để vậy sao? Anh quán để anh thấy rõ cái gì cần làm, cái gì cần nói, lúc nào cần nói, lúc nào cần làm. Thế là tu thiền. Còn thí dụ mình hiểu là thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ 2-3 tiếng đồng hồ, cái đó mình hiểu mới có một phần của thiền thôi, cái tướng ngồi thiền thôi. Nhưng mà cái hành thiền á thì nó phải ứng dụng trong đời sống hàng ngày, chỉ với quán. Cho nên tu thiền á là tu chỉ và tu quán. Thí dụ hồi nãy nè, Pháp Hòa mời đại chúng ngồi yên, đừng suy nghĩ gì nữa hết, đó là gì? Chỉ. Rồi bây giờ quán nè, quý vị hãy để ý tới cái chớp mũi mình để biết hơi thở mình đang vào, đang ra. Cái đó gọi là quán. Đó. Bây giờ tôi đang ăn cơm, tôi cất cái tivi đi, tôi cất cái phone luôn. Cái gì tôi cũng không để trước mặt tôi nữa hết, là chỉ dừng mọi sự lăng xăng lại. Quán là enjoy, ăn từng muỗng biết. Thầy Đức Tạng ông 30 tuổi chứ ông, ông giống chưa giống mấy chú nhỏ nhỏ, ông ăn gì mà ông ngon, ông enjoy lắm. Và ông enjoy mà ông bắt đầu ông lắc rồi đó. Nhiều khi Pháp Hòa nhìn thấy quá đấy, ông thầy là ông enjoy tận cùng. Ăn cái gì mà ngon là bao giờ ông nhắm mắt ông lắc lư à. Thí dụ như là khi mà mình thỉnh chuông á, đừng có cầm cái chuông lên mà dện vô cái chuông liền. Trước khi mà mình cầm cái dùi chuông lên á, là mình cầm cái dùi lên rồi mình phải kiếm nè. Không có được đánh chuông ngay cái lần chỉ mai. Vì mình đánh vô như vậy lâu ngày nó đứt cái đường chỉ này. Cho nên lúc nào cái đường chỉ mai nó phải xoay ra ngoài. Thì khi mà mình cầm cái dùi lên thôi là có thiền rồi. Cái người mà vừa cầm rồi là bon cái mà không biết trời đất gì hết trơn, đó là không có thiền rồi đó. Cho nên cầm cái dùi lên, cái mình xoay cái dùi, mình đưa cái lằn chỉ mai ra bên ngoài. Đây là quán nè, đây là chỉ nè. Rồi vào trước khi mình thỉnh chuông, mình nhập vô cái chuông cái. Và đồng thời mình phải biết là mình nhập cái chuông này ở cái lúc nào. Thí dụ đại chúng ta đang ngồi thiền im phăng phắc vậy đó, cái mình làm vậy nè. Trời ơi, cái này là chuyện gì? Mình biết là đại chúng ta đang ngồi thiền, tâm người ta đang lặng lẽ, mà mình muốn thức chuông cái mình phải thức nhẹ nhẹ trước một cái. Nhẹ một cái thôi nè, hơi khẽ là ta biết rồi ha. Giờ muốn cho rõ tiếng nữa ta làm cái nữa, lớn hơn chút nữa. Tức là mình làm cho người ta nhẹ nhàng, người ta nhận diện sắp sửa có tiếng chuông. Không thể nào trong khi đang ngồi thiền mà cầm cái dùi lên làm cái beng liền là không đúng. Mà cái thứ hai, nếu mình nhập cái chuông mà phải nhập cho được quá lớn thì người ta cũng sẽ giật mình. Trước khi thỉnh chuông còn phải thiền chỉ quán như vậy. Thì bây giờ Pháp Hòa nói vậy là đại chúng thấy chỉ quán không bao giờ rời khỏi trong cuộc sống của mình. Thí dụ mình nấu canh đang lăng xăng quá, hốt dục vô. Ủa không biết tôi để muối hay để đường rồi. Thấy chưa? Hoặc là cái người mà người ta cầm cái thố lên, người ta không biết là đường hay muối, cái người ta dừng lại, cái người ta quán liền, người ta bóc miếng muối, bóc miếng ta để trong tay. Rồi thí dụ như bây giờ mình nấu xong miếng thức ăn, cái mình theo cái thói quen cầm muỗng lên múc húp vậy đưa vô lại,
cái dừa là chỉ đang nấu ăn cho đại chúng mà, lấy cái muỗng khác múc ra nêm bằng cái muỗng đó, không bao giờ nêm vô trong mồm mình rồi lại để vô trong cái nồi lại. Nêm thức ăn cũng phải có chỉ quán. Thì thưa đại chúng là cái thiền á, là người Phật tử là phải biết tu thiền. Mà cái thiền Pháp Hòa muốn nói là không phải là một tông phái, một thiền gì hết. Đó là cách thực tập làm sao cho tâm mình nó định tĩnh trước mọi vấn đề. Mà bây giờ nói chung lại là không cần phải là Phật tử. Trong cuộc sống này, ai muốn sống cuộc đời an lành, nhẹ nhàng, bớt phiền não, là người đó phải có chỉ quán. Để chúng để ý thử. Nếu mà ví dụ như á, mình săn săn ở đâu mình tới cái tự nhiên mình dừng, chuyện của người ta đang làm mà, mình không phải chuyện của mình, mà mình tới mình lăn xăng vậy, mình nói vậy có phiền hà gì ai không, thí dụ vậy, bớt phiền não vô cùng. Bớt phiền não vô cùng. Rồi bây giờ mình sống trong một cái gia đình với nhau đó, mình đi tới cái cửa mình thấy quá trời tuyết luôn, mà giờ thấy thôi chuyện đó chuyện của bà xã tôi, thì tôi hơi đâu tôi lo. Mình biết là tuyết ở trong nhà thì hỏng, người này phụ thì người kia phụ. Tức là nói chung là trong cuộc sống này, người ta sống mà nói có ý thức, có chỉ, có quán là đỡ lắm. Cho nên trong này nói tam muội. Tam muội là gì? Tam là ba, muội là xí muội đó. Chữ tam muội là tiếng phiên âm, còn cái chữ nguyên thủy là samadhi hay là samadhi, tiếng Phạn đọc là samadhi, mình đọc là tamadhi, hay là có chỗ phiên âm là tamabhadhi. Có một cái bản kinh U Bà Tắc này, một cái bản dịch khác á, thì người ta dùng nguyên chữ luôn là tam muội, tức là chỉ trí tuệ là tỳ ba sa na. Tỳ ba sa na là chữ gì biết không? Phiên âm từ cái chữ vipassana. Vipassana là tiếng nguyên thủy tiếng Phạn đó, là cái pháp tu đó, thiền chỉ thiền quán đó. Cho nên đó, cái bản dịch này thì nói rõ luôn, dịch rõ cho mình nghe luôn. Tam muội tức là chỉ. Khi người ta nói niệm Phật tam muội, nghĩa là niệm Phật tới chỗ chánh định rõ ràng, thì mình tu thiền cũng tới tam muội là chỉ quán. Bây giờ Phật dạy tiếp nè, chỉ là duyên một cảnh không tạp loạn, thấy chưa? Quán là hay phân tích tỉ mỉ. Phật dạy rõ hai chữ chỉ và quán đó. Chỉ là duyên một cảnh không tạp loạn, tức là tâm của mình chú ý một cảnh, không có phân toán cái gì nữa hết. Quán là phân tích tỉ mỉ, tức là chúng ta suy luận, chúng ta biết. Bây giờ thưa đại chúng á, mình đi ăn cái món gì đâu mà lạ lạ đó, thì làm sao? Nhìn liền, móc móc ra coi cái gì đó đem về học. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi xuống Calgary có gấp để mà hộ niệm cầu an cho má chị Lộc. Bà yếu lắm rồi. Thì sáng 11 giờ thì ở nhà phone lên, Tịnh Nhã khóc quá chừng, nói má bữa nay giật làm phong làm kinh đó. Đem vô bác sĩ không biết trong ngày nay mai hay tuần gì đó. Thì Pháp Hòa nghe vậy, bây giờ mấy ngày tới thì mình sẽ rất là bận. Thì thôi Pháp Hòa nghe vậy cái là bút liền cái vé bay xuống. Xuống rồi tụng kinh hết chung với cả nhà, tụng hết cuốn thủy sám chiều hôm qua, rồi niệm Phật cho bác, rồi nói chuyện thăm khai thị rồi xong tối mà về. Thì trước khi đi về thì mấy vị mới chở ra tiệm cơm á để ăn cơm. Thì vô cái tiệm đó thì cái tiệm này cũng có món chay, xào đâu mấy món ra, cái có một món đem ra, cái Pháp Hòa nhìn vô là biết cái này lộn rồi, lộn bàn rồi. Món đậu này có thịt. Thì Pháp Hòa mới nói cái này có thịt, cái dĩa này thịt nè. Mấy vị nó không phải đâu, kêu đồ chay mà. Pháp Hòa nó bảo đảm luôn, đứng bưng ra là biết liền. Kêu cái cô bưng bàn lại hỏi cái cổ mới nói
Của cầm cầm của sờ sờ đó, đúng ha. Đem vô thì cái ông thợ ổng quen tay, ta xào nó quen tay. Thế Pháp Hòa mới nói là không sao đâu, nói quý vị mình không có gì phiền hết. Quý vị cứ đem vô thay món khác thôi, quen tay thôi. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho đại chúng biết là cái chỗ Pháp Hòa muốn nói là phân tích. Tức là khi mình đã quen mắt rồi, quen mùi rồi, cái gì không phải thường của mình đem ra là mình chỉ quán liền. Còn nếu mà mình đem ra mà cứ a tầm phù mình ăn, còn ăn xong trời ơi cái này chai mà giống quá. Cho nên á, những món ăn Pháp Hòa ví dụ á, khi mình ăn cái gì mình hay phân tích trong này là có một chút ngũ vị hương gì đó, thì cái tiền quán của mình nó cũng giống vậy. Trong cuộc sống của mình á, mình muốn yên lặng á, bình an là nhớ phải có chỉ quán mỗi ngày. Chỉ tức là mình dừng lại, quán là mình phân tích. Mình muốn nói cái gì mình dừng lại một cái đi, mình quán rồi mình đã nói. Mình nói như vậy có đúng không? Đối với người như vậy mình nói cái lời này nó có phải không? Nhất là tiếng Việt Nam của mình. Ngày hôm qua nó có một cái clip á, họ để cái câu này mà làm cho người đọc vô là tá quả mà gây cái chú ý. Để làm nghệ sĩ Diệp Lan thanh thản ra đi ở nước Mỹ. Thật ra cái câu đó là ý của họ là ý là nghệ sĩ Diệp Lan đã được sống thanh thản ở nước Mỹ rồi, nhưng mà quý vị thấy đọc cái câu đó là người ta tưởng gì? Tưởng chết. Đó là một sự gây chú ý cho người khác để coi cái clip đó của mình, để mà một người mà click vô coi là mình được tiền. Thì ai thấy câu đó, ủa nghệ sĩ Diệp Lan chết rồi sao, click vô coi. Coi thì ra không phải. Thì cứ biết là ồ, nghệ sĩ Diệp Lan bây giờ đã định cư ở Mỹ, đang sống cuộc đời tuổi già thảnh thơi, ví dụ vậy. Thì có nhiều người ta mới nói đừng có xài tiếng Việt một cách là vô chừng vô đổi như vậy, gây chú ý cho người khác vô lương tâm như vậy, thí dụ vậy. Thấy không? Thành tử thưa đại chúng là mình viết, mình nói, mình làm cái gì đó có chỉ có quán nó sẽ rất là đỡ. Còn có nhiều cái đây là một sự cố ý, cố ý gây những cái chữ như vậy. Thí dụ như có một cái clip ở đây là tang lễ ông Thành được tổ chức, thì người ta đọc vô ta tưởng tang lễ ông Thành được. Chỉ thế một cái chữ Thành anh viết hoa rồi chữ được, nhưng mà cái người đọc nó đọc luôn tuồng phải phết về tang lễ ông Thành được tổ chức ở đâu đó, tang lễ ông Thành được tổ chức gì đó, gây nguy hiểm. Cho nên á, tam muội tức là chỉ, trí tứ tuệ tức là quán, chỉ là duyên một cảnh không tạp loạn, nên chú ý vô một. Quán là phân tích tỉ mỉ, thế nên trong 12 bộ kinh ta nói có định khác với huệ, nên biết quyết định có 6 pháp ba la mật. Trong 12 bộ kinh á, Phật nói trong nói định có khác với huệ. Định là sự tĩnh lặng, định là nhân, tuệ là quả. Nên biết quyết định có 6 pháp ba la mật, tức là nhất định phải đủ 6 pháp ba la mật. Như Lai sở dĩ đầu tiên nói bố thí ba la mật vì điều phục chúng sanh. Tại sao nói là điều phục chúng sanh? Tại vì ở cõi đời này á, chúng sanh phần lớn là sống theo cái gì? Sống theo nhu cầu, sống theo cái muốn. Mà mình muốn độ chúng sanh thì trước hết là mình phải đáp ứng những cái chúng sanh đang muốn. Quý vị thấy từ sáng tới tối rồi, mình không rời cái chữ muốn nha. Ngủ dậy là muốn ăn, lát cái muốn uống nè.
Chẳng những vậy xong thấy nhiều khi mình đi đâu chơi á, cái mở mắt ra có thấy bữa nay mình làm gì, chương trình mình làm gì. Mà nhiều khi mình đi đâu chơi mình không muốn phí cái giây phút nào hết, mình muốn cover, mình muốn nghĩa là đắp đầy cái chương trình của mình chứ không thôi phí. À, vì vậy mà cái người chủ nào mà đón khách đó, biết khách ở mấy ngày là trong đầu phải rang cái chương trình của khách ở đó, ngày một mình phải đưa đi đâu, ngày hai mình phải đưa đi đâu, mà thậm chí vậy rồi ăn gì thế nào thế kia. Tại sao vậy? Tại vì chúng sanh mình sống bằng cái đó mà. Cho nên cái chuyện mà mình phải sắp xếp, mình phải thế này thế kia là chuyện bình thường. Và Phật tâm lý cái chỗ đó. Cho nên Phật nói muốn độ chúng sanh, à, trong những cái pháp độ chúng sanh mà hay nhất, phương tiện nhất mà thực tế nhất là gì? Bố thí. Cho nên Phật nói bố thí để điều phục chúng sanh. Lúc bố thí phải lìa tham lam. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình còn tham thì mình có thể bố thí chưa ba la mật. Hay là ngược lại, nhiều khi mình còn tham thì mình vừa bố thí của nhưng mà ngược lại mình cầu cái danh, phải không? Hoặc là gì nữa, nhiều khi á mình bố thí con tép nhưng mà trong bụng mình nó mong lại con tôm. À, cho nên Phật nói bố thí phải lìa tham lam. Còn tham thì đôi khi cũng có bố thí nhưng mà chưa ba la mật. Lúc bố thí phải lìa tham lam, thế nên sao nói trì giới ba la mật. Khi mình lìa tham tức là mình không còn mong danh nè, mong lợi nè. Lúc bố thí có thể an tâm xa lìa của cải, thế nên tiếp nói nhẫn nhục. À, cái này là cái tuần tự của luật ba la mật đó. Khi mà mình lìa được cái tâm mình nó an, khi mình xa lìa của cải thì là gọi là nhẫn nhục. Lúc thí tâm vui mừng, không quán đến thời tiết. Ở đây là dịch cái câu đó nhưng mà cái nghĩa hiểu đúng là phải nói là lúc thí tâm vui mừng bất cứ giây phút nào. Mà trong này thì dịch là không quán đến thời tiết đó, tức là giây phút nào mình cũng có thể vui được hết. Thế nên tiếp sau nói tinh tấn. Tại sao? Vì mình có vui trong mọi lúc mình bố thí thì mình mới siêng năng mình cho được. Thưa đại chúng, thí dụ như là mỗi tháng mình thọ bát quan trai thì có những vị thấy cái lợi ích đại chúng huân quy tụ về tu tập một ngày, cái thì phát tâm cúng dường trai phạm. Ở đây là cô Tịnh Phong là một trong những người mà thích làm chuyện đó. Rồi khi mà cô khởi vậy cái có người khác cũng phát tâm theo. Và hôm nay đó là Thím Phước nè, ngày mai là dỗ chú Văn Minh Phước, Thím cũng phát tâm cúng dường để ngày mai hồi hướng cho chú, thí dụ vậy. Cho nên tinh tấn ba la mật, trong cái khi mình siêng năng mình làm như vậy đó mà mình vui mừng lắm, tại vì mình làm được là mình vui. Cũng giống như Phật tử đây mà mỗi lần mà có phát tâm cái là gửi vô cái quỹ ấn tống kinh, hay là nghe mình sắp sửa in kinh gì cái là gửi vô để mà chuẩn bị in kinh. Lúc bố thí không vì thọ cảnh vui trong sanh tử, nên thế nên cuối cùng nói trí tuệ. Khi mình bố thí á, mình không có mong cầu cái cảnh vui bình thường của thế gian. Người như vậy gọi là có trí tuệ ba la mật. Tại vì những cái cảnh vui thế gian là nó tạm, nó vui rồi nó hết. Rồi qua trang kế, hành tướng của sáu pháp. Thiện nam tử thế nào gọi là ba la mật? Bây giờ rồi hồi nãy mình nói sáu độ rồi, giờ Phật giải thích ba la mật. Lúc bố thí không mong cầu kết quả trong thân hay ngoài thân. Ở trong này nói là trong hay ngoài thân, tức là ý là trong thân ngoài thân gì cũng không mong. Là sao vậy? Trong thân là sao? Thí dụ như mình mong cái gì được cho bản thân mình, hay là cái gì được cho xung quanh hoàn cảnh của mình. Mình khỏi mong,
cái quả nó vẫn đến. Tại vì cái nhân mình gieo thì cái quả nó như vậy. Mà khởi tâm mong, tức là mình còn chút gì, là chút tham. Nói nếu mà nói theo cái xuất thế gian đó, ở đây là Phật nói ba la mật, tức là mình không khởi một cái gì hết. Còn cái gì còn hữu, ở đây nói cách khác là bố thí này gọi là bố thí vô vi, hay là nói cách khác là vô lậu. Còn hữu lậu là gì? Hữu lậu tức là còn có hình tướng để mình dính mắt. Phước nó hai loại ha, phước hữu lậu, phước vô lậu. Ví dụ như bây giờ mình sống cuộc đời mình ở đây nè, ha, có xe nè, có nhà nè, có cơm ăn, nói chung mấy cái phước này là phước gì? Phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu là cái phước không có hình tướng gì hết á. Bây giờ quý vị đang hưởng phước hữu lậu nhưng mà tâm phải vô lậu, là gì biết không? Có chi vui nấy, không cầu, không mong, không chấp. Thí dụ như nói trời ơi, tôi mong sao mà tôi có được sướng vậy hoài nè. Có nhiều khi cuộc đời nó không có như mơ. Tại vì không có cái gì mà nó dừng lại một chỗ. Trong thân ngoài thân của ông mong, không quán bực phước điền hay chẳng phước điền, tức là mình cũng không có coi cái đó là phước gì hết, cứ bình thường vậy thôi. Thí tất cả của cải, tâm không bỏng sẻn, không lựa ngày giờ, tức là không lựa thời tiết đó. Thế nên gọi là thí ba la mật. Phật đang giải thích chữ ba la mật đó. Cho đến tội nhỏ, dầu vì thân mạng hãy còn không hủy phạm, thế nên là trì giới ba la mật. Cho đến người ác đến cắt thân, ta an nhẫn không giận, thế nên gọi là nhẫn ba la mật. Chữ ba la mật không phải dễ đâu á. Mình bây giờ là ba la làng, nhiều khi chưa gì là lá la làng lên rồi. Trong 3 tháng dùng một bài kệ khen ngợi Phật không ngừng nghỉ, thế nên gọi là tinh tấn. Thí dụ như giờ mình học thuộc cái bài thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Một ngày 3 thời, lúc nào cũng đọc bài kệ đó tán dương Phật mà không thấy chán. Chứ còn mình có gì có một bài đọc hoài. Có nhiều khi mình lên mình tụng kinh, mình nói con Phật tử nói trời ơi, sao chùa thầy mấy chục năm nay chủ nhật nào cũng tụng con nhiều vậy. Pháp Hòa nói 20 mấy năm nay mỗi chủ nhật tụng con nhiêu đó đó mà còn thuộc không rồi. Tu không xong mấy chữ trong đó nữa đó. Nội bây giờ học có mấy câu thôi nè. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm đó, 2 câu đó thôi. Chưa chắc mình làm đã được phần nào nữa. Đó. Cho nên á, đọc hoài những câu đó mà không thấy chán, mà vẫn siêng năng đọc tụng để cho nó thấm nhuần mình, đó gọi là không ngừng nghỉ. Hôm mà thứ tư thứ năm gì vừa rồi đó, cô Diệu Tường là lên xe lửa chuẩn bị lên chùa làm công quả. Lên chiếc xe lửa rồi chưa kịp nắm chặt cái cây hay ngồi xuống nữa, xe lửa nó đi cái nó giật cái cô té. Té cái phải chở vô trong emergency. Rồi khám nghiệm gì đó rồi không có sao mới cho về. Ngày hôm qua Pháp Hòa phone thăm, mấy cổ nói dạ không sao đâu, mai con vẫn về chùa tu. Mình nghe mình thấy mình nói không bụng, nói bà già này tinh tấn. Cho nên mấy thầy mới nói thầy bệnh thầy khang tiếng sao thầy không nghỉ. Pháp Hòa mới nói mới khang đó chưa tắt. Chứ nếu mà mình tắt tiếng mà không nói ra thì cái chuyện đó mình mới gọi là nghỉ. Chứ còn khang tiếng tức là mình nói vẫn được, chứ mà còn khào khào thì không bỏ. Và bây giờ mà dở cái lịch làm việc đó là mình sắp sửa phải đi rất là nhiều tuần. Cho nên tuần nào ở nhà được là không bỏ. Tại vì cái quyển kinh này mình cũng học lâu rồi, phải không? Cái thứ hai nữa là gì?
Mình đã đề ra cái chương trình thì phải cố gắng. Cho nên đó, thưa đại chúng, là sao tháng nào mình tu Bát Quan Trai cũng nhiêu chuyện mình làm. Thưa đại chúng là ba đời chư Phật còn lập y chang. Ba đời chư Phật vẫn đi khất thực, vẫn đắp y. Quý vị đọc trong kinh đó, khi mà truyền cái y cho một phu giới tử, nói y này á, ba đời chư Phật mặc y này mà giải thoát. Thì bây giờ mình có đắp cái y này, trời ơi, một đời này mà có nhiều khi mình nói sao mà làm biến đắp y quá là chết rồi. Tu hành mà làm biến đắp y. Cho nên thiệt sự là mỗi lần mà đi tụng kinh á, mỗi ngày hay mỗi lúc nào mà đi tụng kinh á, mà được đắp cái y là mình thấy vui. Mà thiệt sự là trong lòng và rất là vui, rất là hạnh phúc khi mình được đắp y. Rồi nếu mình khởi, lúc nào mà tâm mình khởi là mình bắt đắp y này lượm thủm mắt công là mình thấy mình tâm mình rồi rồi đó, phải không? Cho nên mình, hay là mình lên mình tụng kinh, mình nói sao tụng có nhiêu, tụng hoài rồi thế này thế kia đó. Mình đâu phải tụng cho Phật nghe, mà cái mình tụng là mình tụng cho mình, vì tâm mình nó chưa thuần. Mà rõ ràng là tụng vậy mà tâm còn khởi chán nữa, mà buông xuôi nữa nó còn chán dữ nữa. Cho nên trong 3 tháng dùng một bài kệ khen ngợi Phật không ngừng nghỉ, thế nên là tinh tấn ba la mật, đầy đủ được kim cang tam muội, thế nên gọi là thiền ba la mật. Chữ kim cang á là một cái loại rất là cứng chắc, mà trong nhà Phật á, nhất là Phật giáo Đại Thừa đó, cái gì mà dùng vô cái chữ kim cang á là ý muốn nói tới trí tuệ, ý muốn nói tới cái sự cứng rỏi, không có cái gì phá vỡ được. Thí dụ như là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì tại sao gọi là kinh Kim Cang? Tại vì cái kinh đó nói về một thứ trí tuệ siêu việt, mà trí tuệ siêu việt đó không có cái gì có thể làm vỡ được nó. Cho nên dùng cái chất cứng đó để gọi kinh Kim Cang. Nhà Phật hay dùng cái trường hợp đó gọi là gì? Ẩn dụ. Lấy cái một cái chất nào đó để ví dụ lên. Thí dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thì cái kinh này lấy cái gì làm biểu tượng? Lấy liên hoa. Lấy liên hoa làm cái biểu pháp. À, nhà Phật gọi cái đó là biểu pháp. Tức là cái pháp để tiêu biểu, để ví dụ. Kim cang cũng là một cái biểu pháp. Liên hoa là một biểu pháp. Thiện nam tử lúc chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu hoàn toàn sáu pháp ba la mật, thế nên gọi là trí tuệ ba la mật. Cái người mà người ta có được cái sự tĩnh lặng cứng rỗi đó, không có cái gì dời đổi được người ta hết. Dù có ai quảng cáo cỡ nào đi nữa. Cho nên thưa đại chúng vậy nè, Pháp Hòa chỉ mong á, là trong những người Phật tử của tất cả chúng ta đó, bền chí mà tu mà không có lay chuyển theo những cái quảng cáo nhất thời. Tại vì bây giờ cái chuyện mà quảng cáo nhất thời nó nhiều lắm. Nhưng mà quý vị nhớ cái gì là instant á, như là instant coffee, instant noodle, cái gì mà nó gọi là mì ăn liền, cà phê uống liền, thì cái đó không bằng cái cà phê nguyên chất. Ví dụ mì gói nó ăn rất là ngon, nhưng mà không có ai lấy cái đó làm cái gì, làm cái bữa cơm chánh của mình cả. Mì gói nhà nào cũng có hết á, nhưng mà để cứu lửa thôi, chứ không ai mà đặt cái món mì gói là cái món ăn chánh của mình mỗi ngày. Trừ những người nghèo, thật sự ra người ta nghèo, người ta không khó thôi, chứ người ta cũng biết cái này nó không tốt. Thì ở đây cũng vậy. Cái sự bền bỉ nắm chặt cái pháp tu của mình. Có nhiều vị người ta đến, người ta tu tập, hay người ta nói trời ơi, đến những cái trung tâm tu, có những trung tâm tu đâu có dạy gì khác đâu, chánh niệm, vững chãi, thảnh thơi. Có nhiều người nói mấy này tu đơn giản quá, tu muốn cái gì hơn kìa.
Mà khi muốn cái chữ hơn nghĩa là mình hấp tấp rồi đó. Mà tu mà không có vững chãi, không thảnh thơi được thì làm sao tu gì? Đâu có cảnh giới nào là cảnh giới hấp tấp đâu. Hễ mà nói tới cảnh giới Phật hay cảnh giới thánh thần gì là ai cũng nghĩ tới cái chuyện gì thảnh thơi, nhẹ nhàng, an vui, vững chãi. Thì bây giờ chúng ta trong cuộc sống này làm sao mình có được cái sự vững chãi thảnh thơi chứ không có hấp tấp. Ví dụ như 2 giờ rưỡi là mình pháp thoại thì 2 giờ phải có chuông. Rồi mình có 15 phút để mình chuẩn bị, mình tập hợp. Đúng 2 giờ 15 là mình thỉnh chuông ngồi thiền. Ngồi tịnh 15 phút trước khi pháp thoại. Thì mình phải nghiêm túc với cái giờ như vậy. Còn mình thì cà tịch cà tan, ôi mới có 2 giờ mà đi tới đi lui lát cái trễ. Mà lên trễ rồi thì một cái nó trễ, rồi nó trễ các thứ khác. Mà một người rồi hai người rồi nhiều người. Cho nên trong cái thiền á, nó hay một cái là nó có thể nó ứng dụng trong mỗi ngày, mỗi cuộc sống của mình. Thiện nam tử Bồ Tát có 2 hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia có thể thanh tịnh 6 pháp ba la mật không lấy gì khó. Hàng tại gia thanh tịnh được 6 pháp ba la mật là khó, vì có nhiều nhân duyên ác ràng buộc. Chữ ác này nó không có nghĩa là ác ôn gì, nhưng mà nó có nhiều cái trở ngại. Như là những đoạn kinh trước mình nói, lúc nào hết một cái chương thì nó cũng có cái câu này. Như vậy thì qua cái phẩm này á, từ trước tới đây á, mình có 16 phẩm nói về hạnh của tại gia Bồ Tát. Vì tại gia Bồ Tát là trung tâm điểm của kinh này. Thưa đại chúng nhớ là cái quyển kinh mà chúng ta đang học đây á, là nói về cái pháp tu, cái giới pháp mà người cư sĩ tại gia hành trì, cái hạnh của một vị cư sĩ tại gia hành trì. Cho nên người cư sĩ tức là trung tâm của cái bộ kinh này. Trong 16 phẩm nói những hạnh về để thành tại gia Bồ Tát, nhưng trong các hạnh để làm Bồ Tát tại gia quan trọng nhất là 6 pháp ba la mật. Trong kinh thì nó rất là nhiều phải không, mà quy gom tụ lại là 6 pháp la mật. Có thực hành 6 pháp này mới gọi là Bồ Tát. Vì thế nên người muốn thực hành Bồ Tát tại gia cần phải hiểu 6 pháp ba la mật. Phẩm này là phẩm là giảng tổng quát về sau và lần lượt giảng riêng từng phẩm. Bây giờ mình nói trước là hết cái phẩm này là nói tổng quát của 6 pháp ba la mật. Bắt đầu từ phẩm kế là phẩm thứ 19 là nói riêng về từng mục. Vậy thì cái phẩm kế mình học sẽ là nói về bố thí. À, nếu mà quý vị mở qua trang 248 thì bắt đầu qua cái phẩm thứ 19 á, là nói về phẩm bố thí ba la mật rồi đó. Thì chiều nay, tối nay mình sẽ học về phẩm này. Phẩm này cũng dài lắm đó. Tại sao cái phẩm này nó dài? Tại vì trong các cái hạnh tu của Bồ Tát á, không có cái nào qua bố thí. Thì nói một cách khác hơn là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, bố thí là một trong cái pháp tu rất là hay. Mà khi mình bố thí được á, mình bố thí được á, mà cái gốc rễ của mọi tội lỗi nó sẽ giảm, đó là tham. Quý vị nhớ cái bài quán mình ăn cơm đó, cái câu thứ ba là câu này nè, tiếng nguyên văn tiếng Hán là tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Nếu mà dịch cái câu này là điều thứ ba là phải đề phòng cái tâm tội lỗi. Quá mà, quá là lỗi đó. Tham đẳng vi tâm, cái gốc rễ của nó chính là tham. Thí dụ như mình nói tam độc, cái gì đứng đầu? Tham sân si. Mà cái gốc rễ của mọi cái lỗi lầm là do tham. Tham thì nó rộng lắm, nó rất là nhiều thứ. Thí dụ bây giờ con người mình đó, có người tham danh, mà hễ tham danh rồi thì sẽ gây biết bao nhiêu cái lỗi lầm để được cái danh đó. Có nhiều người tham lợi,
Mà hễ muốn được lợi thì có thể có rất nhiều lỗi lầm để được lợi. Cho nên mỗi người nó có một cái tham riêng. Và pháp bố thí là pháp thù thắng trong mọi cái pháp. Quý vị thấy là hồi đó lúc mà mình mới qua Canada đó, hay là ở Mỹ cũng vậy, chính phủ mà bảo lãnh mình qua, mình đâu có biết gì đâu. Thì bây giờ trong 6 tháng đầu thì người ta phải làm gì với mình? Người ta lo cho mình hết, người ta bố thí đó. Trước hết là người ta bố thí cho mình quần áo nè, tạm thời có cái chỗ ở nè. Rồi thậm chí người ta dẫn mình, người ta giới thiệu, người ta giới thiệu cho mình về cái đời sống mới ở Canada. Rồi người ta chỉ cho mình đi học tiếng Anh. Rồi người ta dẫn mình đi xin việc làm. Những vị nào mà đã ở đây 40 năm trước, những người nào mới đặt chân đến đất nước Canada thì sẽ kinh nghiệm cái chuyện này. Khi mình vừa đặt chân qua tới đây, và quý vị thấy là người ta bố thí cho mình ngay từ lúc mình còn ở lên đên trên cái chiếc thuyền kìa. Phải không? Mà nếu mà người ta không rộng lòng, người ta bố thí, người ta giang cánh tay ra, làm gì người ta vớt mình lên. Rồi người ta vớt mình lên trên rồi xong rồi người ta bắt đầu cho mình mở, người ta mở những chương trình cho mình định cư. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu cuộc đời này mà con người mà không có cái đề xướng cái gọi là từ thiện xã hội, hay nói theo đạo Phật là bố thí đó, thì không, cuộc đời này mình không có gì hết trơn đó. Không có gì hết trơn đó. Thậm chí là đại chúng thấy không, từng quyển kinh, từng cái bồ đoàn tọa cổ, tất cả nhất nhất gì mà chúng ta đang sử dụng trong chùa đấy đều khởi xướng từ cái tâm bố thí hết. Đều khởi xướng từ tâm bố thí hết. Mà những có những người người ta bố thí, người ta không cần tiếng tâm, người ta không cần bất cứ một cái gì. Thậm chí mà đề tên người ta lên hay là quảng cáo ta xin. Có những vị gửi cái thư tới cúng dường, ghi vô cái đó xin ẩn danh. Đó là nhiều khi người ta sợ mình đưa lên danh sách gì, xin ẩn danh. Bây giờ mấy cái chuyện là ba la mật thì khoan nói, nhưng mà trước hết là mình nói tới cái chuyện là mở tâm ra để mà bố thí. Từ xưa đến nay, không phải chỉ là mới thời bây giờ, mà không phải chỉ có người Tây Phương hay là người Đông Phương, mà tất cả hãy con người mà người ta có sự tư duy quán chiếu, là tự nhiên người ta thấy cái sự giang tay giúp đỡ người khác là một sự rất cần thiết. Rất cần thiết. Có một vị Phật tử ở Việt Nam được chính phủ Canada cho qua đây, là tại vì người này có những cái tài. Qua đây rồi vị đó mới liên lạc với Pháp Hòa, nói bây giờ ở tỉnh Saskatchewan đó, họ cho gia đình con về đó định cư để tiếp tục cái sở học của con. Mà giờ con không biết gì người ở đó hết trơn á, thầy có biết ai thầy giúp không? Thì cái tỉnh Saskatchewan ngay cái thành phố Regina, thì Pháp Hòa chỉ biết có mấy Phật tử chùa Hải Đức thôi. Pháp Hòa mới forward cái email đó cho một chú Phật tử, và Pháp Hòa nói là chú giúp giùm cho anh Phật tử này. Ô cha, thì cái chú này chú tận tâm. Chú trước khi gia đình này qua là chú đã đi mướn nhà sẵn giùm cho. Rồi khi mà cái đạo hữu này về tới chùa Hải Đức là tất cả Phật tử chùa Hải Đức mỗi người một tay giúp. Người giúp này giúp kia, mà bây giờ đã định cư ở đó, vợ chồng con cái ổn định, đi học đi hành yên ổn hết. Thì mình thấy là nếu mà không có những cái tấm lòng như vậy thì làm gì? Thì mình cũng vậy thôi. Mình cũng vậy đó. Ngày nay mình được như vậy là từ cái sự giang tay mở lòng bố thí của chính phủ Canada. Và quý vị thấy có những người Mỹ họ ở đây đó, họ tốt với mình khi mình mới vừa qua. Và thậm chí có nhiều gia đình giữ liên lạc với họ sau mấy chục năm ở đây, tới bây giờ vẫn giữ liên lạc, vì họ là những người đã giúp đỡ gia đình mình khi mới đặt chân tới Canada. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa mới qua Canada, ba Pháp Hòa đi làm, có ông Mỹ làm chung. Ông biết là ông bạn của mình, cái ông làm chung với mình có vợ con ở Việt Nam mới qua. Ông đem xe đạp, ông cho hai đứa hai chiếc xe đạp cũ thôi. Nhưng mà nhờ chiếc xe đạp đó Pháp Hòa mới đi tập đạp xe đạp, mới biết đạp xe đạp.
Chứ trước kia đâu có biết đạo xe đạp. Thí dụ vậy đó. Rồi họ mời về nhà ăn cơm, rồi họ giúp đỡ cho mình. Rồi một cái bà ở chung apartment, bà thấy vợ con ông này mới qua không biết tiếng Anh, bà gõ cửa, bà nói để ta qua volunteer dạy tiếng Anh. Thí dụ vậy. Cho mình mới thấy là trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thì bố thí cũng đứng đầu. Trong lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì bố thí đứng đầu. Rồi có nguyên một cái quyển của một vị Bồ Tát, một vị luận sư viết cái quyển này tên là Luận Đại Trượng Phu. Cái quyển sách đó tên là Luận Đại Trượng Phu. Nghe tên khủng khiếp ha, tự mình luận gì trong đó. Nguyên cái quyển đó luận về sự bố thí không? Hay lắm, cái quyển rất hay mà Pháp Hòa đã giảng cái bộ đó rồi. Mười mấy năm trước mình đã học cái quyển đó, gọi là Luận Đại Trượng Phu. Nói về vấn đề bố thí. Thì hôm nay mình đã, chiều nay mình đã hoàn tất cái phẩm thứ 18 này, cũng 4 năm kỳ học vậy đó. Thì chiều nay mình sẽ học tiếp cái phần Phạm Hoa phẩm thứ 19 là nói về bố thí ba la mật. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng, chuẩn bị đi công vụ chiều. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ